Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Chloé Nguyen USA. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 100 câu nói I miss you, có nghĩa là em nhớ anh hoặc tôi nhớ bạn. Nào, bắt đầu video thôi nhé. Let's go. Thank you.
mình xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích cho mình, lượt like, share và comment dưới video này để mình có thêm động lực thì sẽ nhiều video hữu ích nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn.